Đó. Trời ơi, quá là nhanh luôn. Cắt không bỏ đồ lọc nữa, bỏ bớt đi. Bán 500 ngàn á. Nhanh lắm chứ cả nhà. Lấy 20 ngàn cháo. Dạ rồi. Cho mình một nửa tiếng hả? Lên mạng hả? Dạ. Cuộc sống còn TV anh. Dạ. Cua nổi tiếng lắm. Nổi tiếng. Siêu nhanh luôn á. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha, để đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hôm nay ghé lại xe cháo gỏi vịt nha, khá là nổi tiếng trên đường Nguyễn Thị Tú nha, gặp chị đẹp. À, mấy bữa nay bán là cô bán là từ ngày mấy cô? Mùng 2 tháng mấy bán lại đó hả? Tháng 10 à? Mùng 2 tháng 10 nghỉ dịch mấy tháng luôn hả? Con thấy nghỉ dịch mà cô cũng bán online đồ mà, đúng không? Bán việc online đồ đúng không? Dạ. Hai cháu. Thức nó to nè cô ơi. Đó, gỏi nè. Rồi, coi cái tủ á. Nhìn cái tủ hấp dẫn không nha. Đây là gỏi vịt. Như phần đó là bao nhiêu đó cô? Phần đó là 80 ngàn hả? Dạ. Cháo 10 ngàn là 90. Dạ. Cháo 10 ngàn là 90. Hai bịch lăng, hai bịch cháo. Một bịch là 2 gram nè. Dạ. Bịch nữa đi con. Rồi bây giờ chấm chấm thêm. Ăn gì đâu? Đó, đây là nồi. Đây là nước súp rồi, cái nhà để bún nè. Còn đây là cháo nè. Đó. Chặt quá là nhanh luôn. Cô chủ rất dễ thương nha cả nhà. Cái chuyện vui vẻ. Cô chủ là anh thương. Đó, gỏi nè, nhìn xe gỏi trong không? Nhiêu phần đó là bao nhiêu cô? Phần đây là 100 ngàn em. Dạ, phần đây là 100 ngàn. Đầu đi, đầu nữa rồi. Hôm nay là ăn hậu. Wow, cái gì anh? Là sao? Ăn cháo phần với
nghìn một cái con câu. Cháo là 90. Nhiều khách vô là thích ăn kho câu nhiều. Gọi nhiều chút như vậy. Gọi đó, cũng gọi thì cũng thôi. Chú cái này đi đâu rồi cô? Chú ở trong nhà. Dạ. Đây, bán mang về nha cả nhà. Nhưng mà cái này là cho tại chỗ rồi. Phần bún với phần gỏi thịt đó, 1.000 lên về. Bún gỏi 1.000 lên về. Bánh này gỏi 80 không? Gỏi 90. Kêu có xui rồi không chịu. Cháu, cháu. Dạ, cháu à. Cháu đẹp trai lắm. Cháu đẹp trai lắm à. Đi tao lâu đi. Có bỏ qua không vậy? Tắt đi. Khách đang đứng chờ hàng dài. Dạ cô ơi. Quay khách đông đông cho nó vui nè. Dạ. Quay khách đông đông cho nó vui. Dạ.
Các cô chú đang đứng chờ nè cả nhà ơi, ẩm thực đường phố Sài Gòn đó. Còn phía trong nè là các chú ngồi để nha thưởng thức. Dạ hai bạch cô ơi, đây là miếng nha cả nhà, đó kia là miếng cháo miếng. Không có đâu.
trong ngồi đó, ngồi trong là ngồi nhậu luôn. Chào quý cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hôm nay ghé lại xe cháo gỏi vịt nha, khá là nổi tiếng trên đường Nguyễn Thị Tú nha, gặp chị đẹp. À, mấy bữa nay bán là cô bán là từ ngày mấy cô? Mùng 2 tháng mấy bán lại đó hả? Tháng 10 à? Mùng 2 tháng 10, nghỉ dịch mấy tháng luôn hả? 3 tháng mấy. Con thấy nghỉ dịch mà cô cũng bán online đồ mà. Đúng không? Bán việc online đồ đúng không? Dạ. Hai cháu, hai cháu biết. Hai cháu. Hai người ăn chỉ tội thôi. Tội đó khoảng 100 ngàn đi. 100 ngàn. Một con ăn là 80 ngàn. Thức nó to nè cô ơi. Đó, gỏi nè. Rồi, con cái tủ á. Nhìn cái tủ hấp dẫn không nha. Đây là gỏi gì? Như phần đó là bao nhiêu đó cô? Phần đó là 80 ngàn ha. Dạ. Cô 10 ngàn đó là 90. Dạ.
cháo 10 ngàn là 90. Hai bịch mà. Hai bịch lăng, hai bịch cháo. Một bịch là 2 ngàn. Dạ. Bịch nữa đi con. Rồi cái là 100 em. Ăn gì đó không? Đó, đây là nồi à,